Chiều ngày 1 tháng 12, Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật, Nhật Việt Suji Ryodato đã dành thời gian đến thăm các học sinh khiếm thị của Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chuyến thăm Việt Nam của ông từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Năm 1991, Đại sứ Suji Ryotaro đến thăm Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội lần đầu tiên. Từ đó đến nay, lần nào có chuyến công tác tại Việt Nam, ông Suji đều đến thăm các trẻ em khiếm thị của trường. Lần này đến thăm trường, Đại sứ Suji bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi về cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy của trường. Ông cũng chia sẻ mong muốn giúp đỡ trường khi trường gặp khó khăn trong chăm sóc và giáo dục trẻ khiếm thị. Ông đã đến thăm ngôi nhà nghệ thuật mới được xây dựng, dành cho các học sinh khiếm thị phát triển khả năng hội họa, mỹ thuật, giao lưu văn nghệ với các trẻ khiếm thị. Hàng năm, Đại sứ Suji Ryotaro vẫn dành $1,000 đóng góp vào Quỹ Phát triển âm nhạc cho các trẻ em khiếm thị của Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại, Trường Nguyễn Đình Chiểu đang giảng dạy cho hơn 200 học sinh khiếm thị học tập, hòa nhập. Đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1989 với tư cách là một diễn viên, ca sĩ, Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật, Nhật Việt Suji Ryotaro đã dành tình cảm đặc biệt đối với các trẻ em mồ côi sống tại làng trẻ em Ba La, Hà Nội. Sau hơn 20 năm, Đại sứ Ryotaro vẫn dành thời gian đến thăm các con nuôi tại làng trẻ và động viên các em vững tin trong cuộc sống. Khu nhà ở tại làng trẻ em Ba La, Hà Nội vừa được nâng cấp bằng nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản và sự quan tâm của Ngài Đại sứ đặc biệt Việt-Nhật, Nhật Việt Suji Ryotaro. Mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng Đại sứ Suji Ryotaro vẫn dành thời gian đến dự buổi lễ khánh thành dự án nâng cấp và cải tạo làng trẻ em Ba La, Hà Nội. Hôm nay đến đây được nhìn thấy ngôi nhà của các con đã được sửa chữa khang trang lại. Tôi thấy rất là vui. Từ nay các con có thể yên tâm tập trung học hành. Vì vậy tôi cũng đã cố gắng hết sức mình để thúc đẩy cho công trình sửa chữa này được nhanh chóng hoàn thành. Hiện tại, Đại sứ Suji Ryotaro có 80 người con nuôi tại làng trẻ em Ba La, Hà Nội. Mỗi năm 2 lần, ông sắp xếp công việc tại Nhật Bản để đến thăm các con của mình. Nhưng lần trở về nào, với ông cũng là không đủ. Bố cũng là chỉ dạy cho em là những điều phải cố gắng thực hiện những mục tiêu của mình. Trong tương lai, như là nếu mà em muốn vào đại học Tokyo của Nhật Bản thì phải thực sự là phải cố gắng học tiếng Nhật rất nhiều. Sau rồi thì sẽ cố gắng tìm học bổng để xin học. Tình cảm của ông Suji dành cho chúng tôi và các con của làng thì quá thân thiết. Đó là một người bố, một người bạn rồi, người đồng nghiệp chia sẻ. Và tất cả những cái gì chúng tôi cần trao đổi, chúng tôi nói thẳng với nhau. Và ông ấy rất hiểu chúng tôi. Đã hơn 25 năm từ khi Đại sứ Suji Ryotaro đặt chân đến Việt Nam. Từ đó đến nay, ông vẫn hăng say với các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam với số tiền cá nhân bỏ ra lên đến 1,7 tỷ yên Nhật. Và Đại sứ Suji Ryotaro luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đối với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với những đóng góp to lớn của mình, năm 2005, ông Suji Ryotaro được chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Nhật Bản tại Việt Nam cho đến nay. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin Việt Nam và Thế giới của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.